Liên quan đến đường dây khai thác, tiêu thụ hàng triệu tấn than trái phép xảy ra tại công ty cổ phần Yên Phước, công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hải Dương, cơ quan cảnh sát điều tra C03, Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định. Trong vụ án này, C03 khởi tố hai anh em song sinh Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh, trú tại tỉnh Quảng Ninh, cùng bà Châu Thị Mỹ Linh, trú tại thành phố Hồ Chí Minh và 9 bị can khác về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. C03 cáo buộc bà Linh là tổng giám đốc công ty cổ phần Yên Phước cùng với hai anh em Giang, Thanh điều hành công ty Đông Bắc Hải Dương lên kế hoạch tổ chức đường dây khai thác, tiêu thụ hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiến, xã Minh Tiến và xã Nam Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng. Liên quan đến lĩnh vực quản lý thị trường trong giám sát, kiểm tra đối với công ty cổ phần Yên Phước, ngày 5 tháng 9, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị từng vào cuộc phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát đối với hoạt động mỏ than Minh Tiến. Cụ thể, tháng 4 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ quyết định thành lập tổ công tác liên ngành tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển, tập kết hàng hóa than khoáng sản trên địa bàn xã Phú Cường. Thành viên tổ gồm đội quản lý thị trường số 3, nay là đội quản lý thị trường số 5, công an huyện, chi cục thuế khu vực sông Công, Đại Từ, phòng kinh tế, hạ tầng, phòng tài nguyên và môi trường, Ủy ban Nhân dân xã Phú Cường. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 15 tháng 8 trên 2020, quá trình kiểm tra, tổ công tác xác định công ty cổ phần Yên Phước đã xuất trình các hóa đơn chứng từ sau khi đối chiếu với hàng hóa vận chuyển không phát hiện vi phạm. Trong đó, công ty đã xuất trình, cung cấp giấy tờ liên quan đến than, than lẫn đá, than nguyên khai gồm 13 hóa đơn giá trị gia tăng và 4 phiếu xuất kho nội bộ có tổng số lượng 8.372 tấn và 27 phiếu xuất kho nội bộ có tổng khối lượng 17.810 mét khối than nguyên khai. Theo Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên, thực tế giám sát cho thấy công ty đã vận chuyển 2017 lượt chuyến xe với tổng số lượng là hơn 5,5 nghìn tấn và hơn 16,3 nghìn mét khối. Từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 8 năm 2020, tổ công tác xác định không có xe vận chuyển nên đã xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ để giải thể tổ liên ngành, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên cho biết. Theo lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên, quá trình làm việc, tổ công tác từng nhiều lần đề nghị với Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ làm việc với phía doanh nghiệp để lực lượng liên ngành vào bên trong để giám sát. Tuy nhiên suốt nhiều tháng, phía công ty Yên Phước không hợp tác, gây khó khăn. Ngoài ra, đại diện Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên cho biết, việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản, thông tin về thời gian khai thác, công suất, trữ lượng sản lượng được phép khai thác của các doanh nghiệp không được thông báo, cung cấp cho cơ quan quản lý thị trường. Lực lượng quản lý thị trường không có thẩm quyền dừng phương tiện vận tải lưu thông trên đường để kiểm tra, nên đây là khó khăn trong nắm bắt sai phạm của doanh nghiệp.